Hello everybody, welcome to my class Learning Vietnamese with V. Chào mừng các bạn đến với chương trình học tiếng Việt với V. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài số 5, phần phát âm. Okay, today we will continue our lesson 5 with pronunciation. Thực hành 15. Nghe giáo viên đọc và nhắc lại các từ tiếng sau. Chú ý phân biệt các thanh huyền, nặng và hỏi. Okay. Listen to the teacher, read and repeat these words, and pay attention to distinguish the sound huyền, nặng và hỏi. Okay. Tường, tượng, ư ơ ngờ ương, tờ ương tương, huyền tường, ư ơ ngờ ương, tờ ương tương, nặng tượng, tường, tượng, thường, thượng, ư ơ ngờ ương, thờ ương thương, huyền thường, ư ơ ngờ ương, thờ ương thương, nặng thượng, thường, thượng, ư ơ ngờ ương, trờ ương trương, huyền trường, ư ơ ngờ ương, trờ ương trương, nặng trượng, trường, trượng. Ok, ư ơ ngờ ương, tờ ương tương, hỏi tưởng, tưởng, ư ơ ngờ ương, thờ ương thương, hỏi thưởng, thưởng, ư ơ ngờ ương, trờ ương trương, hỏi trưởng. Ok, let's put the three words together. Tường, tượng, tưởng, thường, thượng, thường, trường, trượng, trưởng. Okay, can you notice the difference between them, among them? Okay, hopefully you can. Okay, let's move on to the next group. Nài, nại, nải, a i ai n ai nai, huyền nài, a i ai n ai nai, nặng nại, a i ai n ai nai, hỏi nải, nài, nại, nải, u i ui là ui lui, huyền lùi, u i ui là ui lui, nặng lụi, u i ui là ui lui, hỏi lùi, lùi, lụi, lùi. À, à, à. Okay. Nài, nại, nải, lùi, lụi, lùi, à, à, à. Okay. Okay, let's move on to the practice 16. Nghe giáo viên đọc và nhắc lại các từ tiếng sau. Chú ý phân biệt các vần ao, ao. Okay. Listen to the teacher read and repeat these words. Please pay attention to distinguish the sound ow and ow. Okay, ow, we pronounce ow like now. Okay, ow in now, now, ow. Okay, and ow, 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 ow. Okay, is there any English word that have ow? Okay, ow, ow, ow. Okay. We don't pronounce it all. Okay, that's Australia. All, no. Ow, a, u, ow. Okay, ow. Okay. A, o, ow, l, ao, lao. A, u, ow, l, ao, lao. Lao, lao. A, o, ow, c, ao, cao. A, u, ao, cờ ao, câu, cao, câu, a o ao, đờ ao, đao, a u ao, đờ ao, đau, a u ao, chờ ao, trao, sắc cháo, a u ao, chờ ao, trao, sắc cháo. Okay, let's read them again. Lao, lau, cao, câu, đao, đau, cháo, cháu. A o ao nhờ ao nhau. A u au nhờ ao nhau. Nhau nhau. A o ao cờ ao cao sắc cáo. A u au cờ ao cao sắc cáu. Cáo cáu. A o ao sờ ao sao sắc sáo. A u au sờ ao sau sắc sáu. Sáo sáu. A o ao mờ ao mau huyền mào. Mào. A u au mờ au mau huyền màu. Màu màu. Ok, let's read it again. Nhau nhau. Cáo cáu. Sáo sáu. Màu màu. Ok, let's move on to the practice 17. Nghe giáo viên đọc và nhắc lại các từ tiếng sau. Chú ý phân biệt phụ âm đầu tờ thờ. Okay, listen to the teacher, read and repeat these words. Please pay attention to distinguish the beginning consonant ta and tha. Okay. Tanh, thanh. A nhờ anh, tờ anh tanh. A nhờ anh, thờ anh thanh. Tanh, thanh. I e n yên. Tờ yên tiên. I e n yên. Thờ yên thiên. Tiên thiên. I e n yên. Tờ yên tiên huyền tiền. I e n yên. Thờ yên thiên huyền thiền. Tiền thiền. U i e n uyên. Tờ uyên tuyên huyền tuyền. U i e n uyên. Thờ uyên thuyên huyền thuyền. Tuyền thuyền. I e u yêu. Tờ yêu tiêu. I e u yêu. Thờ yêu thiêu. Tiêu thiêu. Okay, let's read them again. Tanh thanh. Tiên thiên. Tiền thiền. Tuyền thuyền. Tiêu thiêu. I e n yên. Tờ yên tiên sắc tiến. I e n yên. Thờ yên thiên sắc thiến. Tiến thiến. Tờ ư tư. Thờ ư thư. Tư thư. Tờ u tu. Thờ u thu. Tu thu. Tờ y ti. Thờ y thi. Ti thi. Tờ a ta huyền tà. Thờ a tha huyền thà. Tà thà. Okay, let's read them again. Tiến thiến. Tư thư. Tu thu. Ti thi. Tà thà. Okay, keep practicing, keep practicing. I think this consonant is quite easy. Okay, ta tha ta. Thờ. Okay. Thanh, thanh is like when Vietnamese people say thank you, right? Thank you, thank you. Okay. When you pronounce it th, you put your tongue between your teeth, right? Th, thank. But don't put your tongue between your teeth. Tha, 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 tha. Keep your tongue inside your mouth. Tha, thanh. Okay. And ta, ta, ta. Okay. Ta, ta. Okay. Practice 18. Nghe giáo viên đọc và nhắc lại các từ tiếng sau. Chú ý phân biệt các phụ âm cuối nhờ, chờ. Listen to the teacher read and repeat these words. And please pay attention to distinguish the ending consonants nhờ, chờ. Okay. Cờ anh canh sắc cánh. A nhờ anh. Cờ anh canh sắc cánh. A chờ ách. Cờ ách cách sắc cách. cánh, cách. Cạnh, cảnh. A nhờ anh, cờ anh canh nặng cạnh. A chờ ách, cờ ách cách nặng cảnh. Cạnh, cảnh. Y nhờ in, thờ in thinh sắc thính. Y chờ ích, thờ ích thích sắc thích. Thính, thích. Y nhờ in, tờ in tinh nặng tịnh. Y chờ ích, tờ ích tích nặng tịch. Tịnh, tịch. A nhờ anh, mở anh manh sắc mánh. A chờ ách, mở ách mách sắc mách. Mánh, mách. A nhờ anh, hờ anh hanh nặng hạnh. A chờ ách, hờ ách hách nặng hạch. Hạnh, hạch. Y nhờ in, tờ in tinh sắc tính. Y chờ ích, tờ ích tích sắc tích. Tính, tích. Y nhờ in, ca in kinh sắc kính. Y chờ ích, ca ích kích sắc kích. Kính, kích. Sành, sạch. A nhờ anh, sở anh xanh huyền sành. A chờ ách, sở ách sách nặng sạch. Sành, sạch. Bình, bịch. Y nhờ in, bờ in binh huyền bình. Y chờ ích, bờ ích bích nặng bịch. Bình, bịch. E nhờ anh, hờ anh hênh huyền hành. E chờ ích, hờ ích hách nặng hạch. Hành, hạch. Okay, so we have sành, sạch, bình, bịch, hành, hạch. Okay. Cánh, cách, cạnh, cạch, thính, thích, tịnh, tịch, mánh, mách, hạnh, hạch, tính, tích, kính, kích. Okay, can you distinguish the difference between them, among them? Okay, hopefully you can. Okay, and that's it for the lesson 5. Okay, now let's move on to the practice. Okay, lesson 5. Đây là cái gì? What is this? Bài tập 1. Nhìn tranh và hoàn thành hội thoại. 1. Đây là cái gì? Đây là cái ba lô. Okay, look at the pictures and complete the conversation based on the example here. 2. Đây là cái gì? Đây là cái khăn mặt. 3. Đây là cái gì? Đây là cái máy vi tính. 4. Đây là cái gì? Đây là cái máy in. 5. Đây là cái gì? Đây là cái đồng hồ đeo tay. Bài tập số 2. Nhìn tranh và hoàn thành hội thoại. Okay, also look at the picture and complete the conversation. 1. Đây là con gì? Đây là con cá. 2. Đây là con gì? Đây là con bò. 3. Đây là con gì? Đây là con thỏ. 4. Đây là con gì? Đây là con vịt. 5. Đây là con gì? Đây là con chim. Okay, very easy, right? I think exercise 1, exercise 2 are very easy to you. Bài tập 3. Điền từ con hoặc cái cho phù hợp. Okay, so we use con when we talk about animals and human, right? And we use cái when we talk about things. Okay, so number one, số 1. Đây là cái lò vi sóng. 2. Đây là con mèo. 3. Đó là con gà. 4. Kia là cái bàn. 5. Đấy là con dê. 6. Kia là cái máy in. 7. Đây là cái khăn mặt. 8. Đây là cái ghế. 9. Kia là con chim. 10. Đó là con cá. Okay, very easy. Okay, let's move on to the exercise 4. Bài tập 4. Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau. mẫu. Okay, make the question for the answers. Okay. For example, đây là con chim, đây là con gì, đây là cái máy vi tính, đó là cái máy vi tính, đó là cái gì. Okay. So how you do it? Just eliminate the word chim here and replace it with gì, okay, with the word gì. Okay, same here. Eliminate the word máy vi tính and replace it with gì. Okay, to make a question. Đây là con gì và đây là cái gì. Okay. Một, đó là cái tivi. Đó là cái gì? Hai, kia là cái máy in. Kia là cái gì? Ba, đó là con gà. Đó là con gì? Bốn, đây là cái ô tô. Đây là cái gì? Năm, đấy là con bò. Đấy là con gì? Sáu, đây là cái tủ lạnh. Đây là cái gì? Bảy, kia là con mèo. Kia là con gì? Tám, đấy là cái lò vi sóng. Đấy là cái gì? Okay. Bài tập 5, viết lại bằng chữ. Okay, number 1, số 1 ạ. 1000, 1900. Số 2, 3008. Số 3, 20743. Next, tiếp theo là 2006. Số 5, 300.033. Số 6, 1960. Số 7, 1.073.600. Okay, again, 1.073.600. Số 8, 99.534.000. Okay. And again, please take out your pen and paper and write them down, okay? Write them down. Bài tập số 6, viết lại bằng số. Viết lại bằng số. 1202, 1202, ok. 11318, 11318. 55.555, ok. 5 5 5 5 5. So we have 5 5, okay, we have 5, the digits 5, the digits 5, we have 5 of them. For 4 ạ, 35.909, 35909. Số 5, 111.717. 111.000 là 111. Okay. 717. Số 6, 202. 202.344. 202.344. 2.515.002. 2.515.002. And the last one, số cuối cùng là 1.250.300.000. 1.250.300.000. Ok, 1.250.300.000. Ok. Keep practicing. Again, put out your pen and paper and write them down. Okay, let's move on to the exercise 7. Đọc đoạn văn sau và đánh dấu tích vào ô thích hợp. Ok. Bạn tôi tên là Linda. Linda là người Mỹ gốc Việt. Năm nay Linda 18 tuổi. Linda đang học tiếng Việt ở Hà Nội. Cô giáo tiếng Việt của Linda tên là Thu. Cô Thu là người Hà Nội. Cô ấy khoảng 25 tuổi. Lớp tiếng Việt của Linda có 20 sinh viên. Họ là người Mỹ, Canada, Hàn Quốc và Thái Lan. họ đều rất thích học tiếng Việt. Okay, this is the text talk about the third person, right? Talk about Linda, talk about the third person. Okay, my friend's name is Linda. Linda is the Vietnamese American, and this year Linda is 18 years old. Linda is studying Vietnamese in Hà Nội. Linda's Vietnamese teacher's name is Thu. Miss Thu is Hà Nội person. Miss Thu is from Hà Nội. She is about 25 years old. Linda's Vietnamese class has 20 students. They are American, Canadian, Korean, and Thai, and they all really like studying Vietnamese. Okay. Một, Linda là người Việt gốc Mỹ, đúng hay sai ạ? Sai. Cô ấy là người Mỹ gốc Việt, người Mỹ gốc Việt. 2. Năm nay Linda 20 tuổi, đúng không ạ? Sai. Năm nay Linda 18 tuổi. 3. Linda đang học tiếng Việt ở Huế, đúng hay sai? Sai. Linda đang học tiếng Việt ở Hà Nội. 4. Cô giáo của Linda là người Hà Nội, đúng hay sai ạ? Đúng, đúng ạ. Cô Thu là người Hà Nội. Lớp của Linda có 12 sinh viên, đúng hay sai? Sai. Đúng, lớp của Linda có 20 sinh viên. 6. Họ đều là người Mỹ, đúng không? Sai. Họ là người Mỹ, Canada, Hàn Quốc và Thái Lan. Okay. Okay, let's move on to the exercise 8. Dựa vào đoạn văn trên và trả lời các câu hỏi sau. 1. Linda là người nước nào? Linda là người Mỹ gốc Việt. 2. Năm nay Linda bao nhiêu tuổi? Năm nay Linda 18 tuổi. 3. Linda đang học tiếng Việt ở đâu? Linda đang học tiếng Việt ở Hà Nội. 4. Cô giáo của Linda tên là gì? Cô giáo của Linda tên là Thu. 5. Cô ấy khoảng bao nhiêu tuổi? Cô ấy khoảng 25 tuổi. 6. Lớp của Linda có bao nhiêu sinh viên? Lớp của Linda có 20 sinh viên. Các bạn ấy là người nước nào? Các bạn ấy là người Mỹ, Canada, Hàn Quốc và Thái Lan. Okay, keep practicing and you even can remember the text. Okay, you remember all the information from the text and then you remember the text also. And next time when you have an essay that talk about your friend, okay? Talk about your friend. So you can learn from this text. It is a very simple one to write and to learn. Bài tập 9. Sắp xếp các từ ngữ để tạo thành câu. Rearrange these words to make a full sentence. 1. Linda gốc Việt, Mỹ, người là. Linda là người Mỹ gốc Việt. 2. Năm nay tuổi chị ấy 20. Năm nay chị ấy 20 tuổi. 3. Là con đây gì? Đây là con gì? 4. Cô ấy, cô giáo là. 4. Cô ấy là cô giáo. 5. Máy vi tính đó của tôi là cái. Thì cái hay là đó là cái máy vi tính của tôi. Okay. Hoặc là cái máy vi tính đó là của tôi. Okay, we have two ways to write this sentence. But for the very beginner level, you can use the model that you learned from the book. That đó là cái máy vi tính của tôi. Okay. 6. Là ai kia? Kia là ai? And số 7 ạ. Con đấy gì là? Đấy là con gì, đúng không ạ? Đấy là con gì. 8. Chó con phải không? Đó là con chó phải không? Okay, đó là con chó phải không? 9. Phải không? Đây là vịt, con là. Đây là con vịt phải không? Ok. 10. Nước nào người là chị ấy. Chị ấy là người nước nào. Ok, chị ấy là người nước nào. Ok. Bài tập 10. Viết một đoạn văn ngắn kèm vào người bạn của mình, sử dụng từ ngữ cho sẵn. Bạn 18 tuổi, người Việt gốc Hoa, học tiếng Anh, Mỹ. Ok, ok. Please, as I said, you can learn from this text. Talk about your friend. Okay, this very simple text, very simple but powerful text. Okay, you can learn from this text to write your own one. Okay, use these vocabulary. Okay, these words here. Bạn 18 tuổi, người Việt gốc Hoa, học tiếng Anh ở Mỹ. Okay. And please take out your pen and paper and write it down. Okay, it is very important and useful to help you improve your Vietnamese quickly. Okay, and I think that's it for today. Okay, thank you for watching and see you next time.